ចាសសួស្តីបងៗអូនៗទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកបង្ហាញពីប្រភេទខ្សែកចាជាមួយនឹងបតាអូនចាទេអញ្ចឹងយើងចូលជាមួយនឹងមានមួយច្រើនចាមួយច្រើនតែលើបង្ហាញមួយអត់អស់ទេតែគាត់ថាចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនហាយឡៃមួយមួយចឹងណាក៏មានបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍អីណាហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់អាចស្ក្រីនសតញ៉ាចូលក្នុងផេកក៏បានដែរណាហើយចូលមកក្នុងផេក นี่ลักษณะบัตเตอร์ฟลายจ้ะบัตเตอร์บัตเตอร์ฟลายจังตะไลเวียตูตะไลเหมือนแตนจังตะไลเวียแต่ 208 7 เลย 208 sực chân đai hay yêu miền bắc tàu chân tiền thì thử chúng mà chốt món này trong bàn chốt á nhưng từ này viết biểu sample biểu sample hay là tôi đang cái đâm một con bê cha mà lì cha mà lì của mà lì á chứ là nãy sau này tôi chơi ở trong mở bàn tập biểu chiên ấy nhưng này anh ấy mốt princess nhưng này princess một princess sẽ ăn đài princess coi lồng mồn á princess coi lồng mồn đã một slab trẻ trẻ bên sân trên nóng khnem miên sải co hói trong tinh tập bát tông của bà này nè người dân này đặt bàn á một tay vô sải co vô mà lo sân lại sọc châu lại nhựa châu chẳng á này chẳng ta lại viết tu ta lấy ta lại viết trong tay bây hỏi pan pa lên cha bây hỏi pan pa cho mọi năng con bịch lứa á nên trăng lứa ăn khi sẽ xảy được tôi chứ hết á ai tin chỉ cần đổ chung mất phẹt chỉ tin sẽ lãnh rồi môi còn và ôn sẽ lấy chỉ tin sẽ lãnh chà rồi môi còn sang xa phẹt là dê chỉ tin sẽ lãnh nhé của ôn sẽ lãnh chà được khi nè sẵn sàng chút chút đó chỉ cần đổ của còn lại đấy nhé xong sẵn sàng mình tan món hay từ lại phần nào rồi nghe mình chụp lại luôn chờ anh về tới phần nào chà hay ní ở là cái nãy dương thơ chỉ chúc mua chà chúc mua logo chà sò queen người riêng bị chè sò tít nhé người nè tạm biệt ở phía phía cả lạp đi cả lạp chà queen người riêng bị chè người ta sang người ta bị chè sò tạm biệt bên đây tới coi chè ok nè queen chè chà chẳng bị chôn á một nhé người một đi bị chôn chà sạch mình tan hết từ lại viết đôi chiều biểu chi với biểu cao pi nữa biểu cao pi cho nó một tiết anh ấy ở một nó hai lái tít chôn chẳng hết nam người này một pet già pet thầm chít pet thầm chít thu lại từ lại viết mà rồi đập hèm mỗi đập hèm ấy nè già một nè tam rồi đập trăm là tê già bị chôn á một nè ở chụp pet em hai nấy một tí đấy chà một sơn mẹp ta lấy việc bay ở chiêng chà một đi một xả tay sơn lấy ice cream sọt nha cho nó bay rồi còn mưa lây chứ ai phép mà lan trong mưa lây mà đây lên màn trong và hai nhà nấy một có một brand đó nè nè chà nhưng ai trong thôi chỉ có bảo một chốt miên có bảo một chốt tiết có bàn đài chà ai có mong thôi có bảo tới đó đang một con bay anh ấy ta lấy piu chất bốn tầng xe tầng bậc tao cũng được nè đó tầng xe tầng bậc tao tầng ở nó cứ từ lại tầng xe tầng bậc tao người ta bữa ở vô xe thế vô tầng bậc tao ở đây thế anh ấy độ tầm rồi trên tê tầm rồi lại xài cho nhá anh ấy mốt có xa đây để mua lợn nặng mùn để đâm một vịt mình lấy cả lạc nhá mình lấy cả lạc đọc cọp chiền trong từ lại viết tầm bay rồi happy nhá bay rồi happy rồi nào bán gì nhá anh miên đi từ lại phân nắng ở tầng xe tầng bậc tao anh ấy còn cho này một cài nè một cây của sạt đây này bắt tao tầng xa tầng tao ngủ á tầng này vía tay bây rồi đọc muối là tê bây rồi đọc muối đó là hay nè cũng có sạt đây chà một VCA brand VCA mà tay với mình brand VCA dùng copy brand copy bên tay chỉ là cái nào sọt mỏng á này cái từ lại với từ pi ổn chiêng ấy đó nó nong sọp nó nong bền sọp đỏ con á một nít sọp đỏ con nữa là bàn tay nó nong hang chặt đại mới từ pi ổn chiêng này ta một trong tinh bền nó do bền đã quay VCA món từ lại với con á nó cái này hay bẹt